Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu bán kết cầu lông đôi nam nữ giải cầu lông Hà Nội mở rộng. Chúng ta cùng theo dõi nhá. Trận đấu thứ nhất, điểm số đang là 4-2 nghiêng về cặp đôi phía gần màn hình, cặp đôi Hiệp Nhung. Oh!
Oh!
trận thi đấu tiếp theo sẽ xin được bán kết thứ nhất đôi nam phong trào anh giang quân đội tự do thành an quân đội bóng đại nam đưa vào trận.